Bên bạn á, dạ, tên Vương có xử lý sao? À, rồi. Không phải, ý em hỏi là cái bên bạn của em bị á, là giờ xử lý sao đây á? Nên chứ không phải là... có mà không có thấy chữ nó mời đuôi à, em nghĩ đâu đi đâu đây thì bởi vậy tôi tưởng là đi chung như người này hỏi tôi thì tôi hỏi chưa đây em hỏi cái bên bản này nè dạ không anh cứ làm việc với người ta đi em hỏi hỏi anh này cái nhờ anh giúp cái chứ có gì đâu trừ cứ thôi luôn đạt không có được. Em ra một cái trường này em chết luôn đó. Ông bị sao hả? Tôi bị cái bên bản này mà giờ... Cái bên bản này... Cái này là anh bị phạt ở đâu? Em bị ở trên trên kia kìa. Trên kia là dùng nào? Địa điểm? À, tránh cái cầu vượt thì ở bên quận 12 á. À, cái đó là hướng của quận 12. Ờ. Còn bên đây của tôi An Lạc. Biết rồi, nhưng mà ý em bây giờ em muốn hỏi là cái này là nó sao em đọc tự không có được. Mà em giờ em ký vô rồi. Anh ký đáng lẽ lúc đó anh nên hỏi cái người, tức là trước khi anh ký á, thì anh nên hỏi cái người cán bộ cái nội dung kia như thế nào. Bây giờ ở đây thì anh cũng là cán bộ cho nên không cán bộ, nhưng mà bây giờ cái người này nè, người ta có trách nhiệm, người ta thông qua cái nội dung xử phạt anh với nội dung gì, anh hiểu không? À. Thì anh mới ký, hiểu không? Cái này là anh em đang hiểu cho anh hiểu. Đó. Mà là tại sao mà biết chuyện như thế này là ai đọc rồi sao? Thì bây giờ cái vấn đề này á. Nói gì cũng được rồi sao? Chết người dân đúng không? Thì bây giờ vấn đề nè, em nói anh nè, với cái biên bản này, anh tới cái chỗ. Cái cầu nào giờ ở trong này là giờ bỏ tay luôn á, nói thật luôn á, tôi phải nhờ anh giúp đỡ là biết rồi. Mà dí ca nó bị mờ quá đó. Thì giờ đưa cái bên bạn mà kiểu này là thôi bỏ tay em chịu luôn á. Đáng lẽ ra lúc đó này anh phải hỏi người ta liền, cái sao này cái mờ liền à. Bây giờ đang đêm anh đưa em về thì tự em đọc không được. Vậy sao đọc? Bây giờ đây là chữ chữ này là em bỏ tay luôn. Kim bạn gì? Tạm giữ tăng vật. Nghe đi nha. Dạ. Bây giờ anh tới đội cảnh sát giao thông An Sương nha. Dạ. Nha, anh tới đội cảnh sát An Sương. Nha. Anh tới đội An Sương. Rồi người ta truy cái biên bản này ra. Người ta sẽ giải thích cho anh như thế nào đầy đủ nha. Em thì em giờ em đang từ tối ra đọc cũng không rõ được nha. Anh tới đội cảnh sát giao thông An Sương rồi người ta sẽ hướng dẫn cho anh, ta coi cái văn bản, cái biên bản này bản chính, người ta hướng dẫn cho anh đầy đủ hết về trình tự thủ tục thế nào rồi nha. Cái bên bạn giờ em hỏi cái bên bạn này nó đã đúng chưa? Bây giờ em đọc không được, em đâu biết nó đúng hay sai. Có giống bên bạn nào bên đó, biên bản của em thì ghi rất rõ ràng, hiểu không? Còn bên này là do cái mực can nó bị mờ hay là quá trình mình cất không? Cái này mới bị đây
Thì bởi vậy bây giờ em không thể dám khẳng định được. Em không khẳng định được là vấn đề là bây giờ do nguyên nhân như thế nào. Nhưng mà giờ em đọc không được thì em thấy được chữ An Sương. Em hướng dẫn anh tới đội xác An Sương để được hướng dẫn cụ thể. Thấy chưa? Wow. Nha. Rồi, anh đi đi anh. Nha. Rồi mấy em cứ làm việc với em. Đọc chưa anh? Hả? Xong chưa? Anh lên đội An Sương. Anh thử đọc được không? Cái này kiểu như nó hơi mờ quá. Em mở 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 đèn cho nè. Thôi, anh đã giới rồi. À, anh giới hết rồi. Đâu? Dạ, anh đã giới rồi. Nhiệm vụ em là đứng ra đây. Nè, anh lên An Sương hỏi nha. Trời, cảm ơn. À, rồi quay. Cho em hỏi cái này nữa. Anh có tên gì vậy? Anh đội trưởng ơi, cho em hỏi anh tí nữa. Cái nồng độ cồn á, 0.4% là bị mức phạt là bao nhiêu vậy? Không có công bố. Bây giờ nồng độ cồn á, mà vượt quá 0.4%. Không có công bố. Xe máy. Đối với xe máy vượt quá 0.4% thì theo nghị định để hướng dẫn cho cho anh nghe đây hướng dẫn cho anh làm việc. Bởi vậy yêu cầu về anh đứng ngoài trước. Rồi ok. 0.4 ở trong đó là 0.4. Ủa anh ấy... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ nè, anh không có nhiệm vụ mời bước ra ngoài đi. Có đọc. Mời cái này bước ra ngoài. Không, để em nói hỏi bây giờ nè, hỏi gì hỏi sao? Chúng tôi đang là chuyện. Mời đi ngồi bước ra khỏi khu vực này thôi. Có đọc. Mời em ra thôi. Thôi đọc qua. Em đang có đọc. Mời em ra thôi. Ok. Không phải cái đây, ở đây là chúng tôi đang làm việc nha. Ở qua cho thành phố. Đến lại ở đây và mình muốn hỏi là anh ở đây là anh công an hay là anh là người dân vậy? Anh là người dân hả? Anh người dân là anh sao anh lấy hình ảnh của tôi? Hả? Anh người dân mà anh tiếp cận ở đây mà anh kiểu đó là tôi thấy không được á. Thôi bây giờ anh nói anh chứng nhận là anh người dân đúng không? Để tôi lại làm việc với đội trưởng ở đây. Tôi đồng ý không? Em điểm rồi. Mình đang còn được sự trợ giúp của đội trưởng ở đây và mình sẽ chờ khi nào đội trưởng làm việc xong thì mình sẽ hỏi đội trưởng ở đây là cái câu hỏi của mình là tại vì mình vi phạm luật giao thông cho nên mình ghé vô đây mình hỏi đội trưởng ở đây và được đội trưởng chỉ dẫn được một tí rồi, còn cái về bên phần nghị định 100 thì đội trưởng ở đây chưa có cái ấy thì kêu đang còn làm việc thì kêu mình đứng ra chờ thì mình vẫn đang còn chờ. Lấy máy là
thì giờ đây mình chờ xong việc rồi mình hỏi anh đội trưởng ở đây được tính được. Và qua ở đây thì mình biết là tổ công tác này là việc ở đây là đo nồng độ cồn và đây là biên bản như là đo nồng độ cồn. Em yêu cầu cái đồng chí đó ở rồi. Ok, em. Rồi để mình lên mình gặp đội trưởng nha. À, xong việc rồi. Để mình gặp đội trưởng mình gọi đội trưởng. Anh ơi, em hỏi để em tắt nha. Ok. Còn cái thấy nói là nồng độ cồn 4%, không phải 4%, anh chưa có trả lời, anh kêu là thôi thì anh giúp em coi, anh ấy giúp giờ anh xong việc rồi anh giúp em coi, hồi nãy anh hứa là ra anh giúp em mà. Mấy cái nghị định về biển dẫn nghị định nhắn hiểu gì anh em? Sao? Biển dẫn nghị định do ảnh là nồng độ cồn 0.4%, nói cho chủ đàng hoàng đầy đủ. Đợi anh qua đây anh. Dạ. Dạ dạ. Rồi lấy đèn pin. Ờ anh coi cho em coi. Em không biết cho nên em phải hỏi. Điều khiển xe trên đường là số 81 nè. À, trong máu và cơ thể có nồng độ cồn vượt quá không? Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0.4mg trên 1 lít khí thở. Điều 6 khoảng 8 điểm A mức phạt 7 triệu, giữ xe 7 ngày, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Ồ là cái này là xe máy là mức phạt là đúng rồi. Anh lên mạng á anh phạt nghị định cho. Ủa sao em có được cho chủ rồi nha. Rồi ok, em cảm ơn nha. Rồi như vậy thì mình cũng được các đồng chí này là giúp đỡ hỏi về cái vấn đề là mức phạt của nồng độ cồn. Và và qua ở bên kia thì kêu là 8 triệu và nghị định 100 thì mình test ra thì là mức phạt là 4-5 triệu. Như vậy hiện tại ở đây thì với một cái loại mức phạt như vậy mà đã có 3 chỗ khác nhau đối với gọi là một cái nồng độ cồn như vậy đó. Cho nên là qua đây mình cũng muốn nói để cho mọi người biết là tại sao mình chưa hiểu là cái mức độ thì nồng độ cồn thì nó như nhau mà tại sao lại có ba cái gì đó, có ba mức phạt khác nhau. Mình thì tìm hiểu thì một mức phạt khác ở đây. Giờ mình sẽ nói là cái anh này nè đang còn tìm hiểu về cái mức độ cồn nè. Khi mình tìm hiểu ở trong đó là nghị định 100 là 4-5 triệu đúng không? Đúng rồi, là 4.5 triệu á. Là 4.5 triệu đúng không? Là mức phạt. Rồi còn một cái á, là ông kia ông báo là 8 triệu đúng không? Ừ. À, rồi còn hồi nãy ở đây là 7 triệu. 7 triệu là sao? Mới đó nè, anh mới coi cái nghị định ở đây nè. Ở công an đưa... Nghị định nào ô tô hả? Ăn thua là ô tô. Có xe máy. Xe máy nghị định 100 à. Ừ, anh vẫn hỏi xe máy đường hoàng. Là
là 7 triệu. À. Mà sao ba cái lại ba mức phạt khác nhau ta? Ồ, đúng rồi, ba cái anh đều thấp thì em vẫn không thì... từ 500 từ 0,25 đến 0,4. Đúng rồi. À. Là mức phạt 100 là 4,5 triệu. 4 triệu đến 5 triệu. 4 triệu đến 5 triệu. 4 triệu đến 5 triệu. Mà ở đây hồi nãy mình hỏi là 7 triệu. Thằng thua là nó nằm trong quyết định của bạn kìa. Bạn ra làm sao thôi. Đâu, nó sẽ chia theo cái nồng độ cồn mình đo được bao nhiêu, nó mới đo nồng độ cồn thì nó có nhiêu đó à. Thì đó, nó đo xong rồi ra cái quyết định của bạn. Thằng thua nằm trên đó thôi. Còn biên bản chỉ là cái quá trình xử lý thôi. Ghi lại quá trình xử lý thôi. Nếu biên bản nó đâu có quy định của bạn. Thôi đi. Đi chứ tối rồi. Rồi, như vậy thì đã biết được cái mức phạt của mình như thế nào. Thôi nha mọi người, chào mọi người tại đây nha. À, đây là con chim lợn nè. Thằng đi trước là chim lợn ấy. Thằng vừa đó đó. Đúng rồi, đúng rồi.